Điều trị mụn là một vấn đề nan giải đối với làn da của nhiều người, do khá nhiều yếu tố tạo thành như khí hậu, vệ sinh không đúng cách, cơ địa. Đa số khi ai bị mụn thì vẫn kiên trì điều trị mụn, tuy nhiên điều không cải thiện được hết tình trạng bị mụn. Vì vậy đâu là nguyên nhân khiến bạn bị mụn mãi mà không hết? Hãy cùng Shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu qua video bên dưới nhé. Sai lầm 1: Lạm dụng nhiều tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết giúp bạn loại bỏ các tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa các khuyết điểm trên da. Tuy nhiên có quan niệm cho rằng tẩy tế bào chết có thể giúp làm sạch mụn đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Vì bởi da bị mụn thường là loại da nhạy cảm, nên khi tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ khiến cho làn da bị mất cân bằng, tiết ra dầu nhiều hơn và hình thành mụn càng nhiều. Hơn nữa, việc loại bỏ mụn bằng cách trà sát là cực kỳ hại cho làn da, chúng sẽ làm ngắt quãng việc bạn có được làn da khỏe mạnh, xinh đẹp và đánh bại khả năng chống lại mụn nữa nhé. Do đó mà nếu bạn cứ duy trì thói quen tai hại này, một cách thường xuyên sẽ khiến làn da của bạn trở nên khô sần, thiếu sức sống, dễ bị kích ứng khiến cho quá trình điều trị mụn trở nên khó khăn, đặc biệt đối với da mặt có mụn trứng cá, càng trở nên trầm trọng hơn nhé. Sai lầm hai, trực tiếp dùng tay không sờ lên mặt và nặn mụn. Có thể đây chính là một thói quen khó bỏ và khi có mụn thì sẽ dùng tay chạm hoặc nặn trực tiếp. Nếu như cứ tiếp tục thói quen xấu này một cách thường xuyên thì trên da của bạn sẽ xuất hiện những nốt mụn đỏ, mụn bọc, sưng và viêm. Việc làm này khiến da dễ bị nhiễm khuẩn, tình trạng mụn không những không được cải thiện mà còn ngày một trầm trọng hơn. Vậy nên, hãy để làn da của bạn được nghỉ ngơi và phục hồi đảm bảo chắc rằng làn da không còn mụn viêm và mụn bọc, sau đó đến các trung tâm da liễu để thực hiện việc lấy nhân mụn. Nên chú ý quan tâm đến làn da nhiều hơn bởi làn da sau khi lấy nhân mụn thì sẽ rất nhạy cảm. Có thể sử dụng các sản phẩm bảo vệ để chống vi khuẩn xâm nhập lên da mặt, vì đây chính là thời điểm làn da cần bảo vệ nhất. Sai lầm 3. Cảm thấy hết mụn thì không cần thực hiện điều trị tiếp. Trong niềm vui sướng vì đã hết mụn, vì vậy bạn cảm thấy chủ quan rằng mình không cần phải skincare nữa, tạm dừng lại hết các liệu trình điều trị và không cần phải làm các bước skin care dườm già vào mỗi đêm trước khi đi ngủ hay mỗi sáng sớm. Nhưng ít ai biết rằng, mụn có thể quay lại trên khuôn mặt bạn bất cứ lúc nào chỉ cần bạn lơ là trong việc chăm sóc da. Vì bởi khi chăm sóc da, những sản phẩm bôi ngoài chỉ có tác dụng khống chế sự phát triển của mụn, những tác nhân gây ra mụn thì vẫn còn nằm bên trong cơ thể. Nếu không có phương pháp điều trị lâu dài và dứt điểm, thì mụn cũng có thể hình thành trở lại trong thời gian ngắn nhé. Để trị mụn hiệu quả, bên cạnh sử dụng các sản phẩm chuyên dụng đặc trị mụn, bạn cần kết hợp cùng với chế độ ăn uống khoa học và phù hợp đặc biệt là bạn nên bổ sung thêm các loại vitamin A, C và E, vì vốn dĩ các loại vitamin này rất tốt cho cơ thể và hỗ trợ quá trình giảm mụn từ bên trong cơ thể để có thể điều trị mụn tận gốc nhé. Sai lầm 4, thay đổi sản phẩm trị mụn liên tục. Điều trị mụn là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và lâu dài thì mới có thể mang lại hiệu quả nhất định. Có lẽ vì quá nóng lòng hay lo lắng về tình trạng da của mình mà nhiều chị em liên tục tìm kiếm và thay thế các sản phẩm điều trị mụn. Trên thực tế, thì da cũng cần khoảng 28 đến 30 ngày cho quá trình hấp thụ và sản sinh ra tế bào mới, nên các sản phẩm trị mụn cũng cần phải có thời gian tương đương để có thể mang đến các tác dụng hiệu quả nhất định. Hơn nữa, việc thay đổi sản phẩm thường xuyên khiến da chưa kịp thích ứng và phát huy tác dụng của sản phẩm mình đang dùng đâu nhé. Vì vậy, khi đã chọn được mỹ phẩm trị mụn phù hợp bạn nên kiên trì sử dụng đúng liệu trình và đúng thời gian để mỹ phẩm phát huy tác dụng trên da và giúp làn da khỏe đẹp, sạch mụn. Để trị mụn ẩn có hiệu quả bạn nên chọn những sản phẩm có chứa những thành phần sau. Đầu tiên là lựa chọn sản phẩm có chứa thành phần salicylic acid. Đây là một trong những thành phần lành tính và an toàn nhất, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn quay trở lại. Được sử dụng cho mọi loại da kể cả làn da nhạy cảm. Thứ hai là thành phần retinol, là loại thuốc đặc trị từ mụn nhẹ đến mụn nặng, có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn mới hình thành, giúp làm dịu vết đỏ và sưng tấy. Tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng có thể làm da bị đỏ rát, khô ráp như lột da và châm chích cuối cùng là sản phẩm có chứa thành phần azelaic acid. Vì những sản phẩm có thành phần này sẽ có tác dụng thấm sâu vào các lỗ chân lông, loại bỏ những vi khuẩn trong năng lông, giảm sưng viêm, ngoài ra còn giúp tẩy da chết tự nhiên, ngăn chặn sự chồng chất của các lớp da chết trên bề mặt da, hạn chế khả năng tiết dầu trên da nữa nhé. Mụn chính là vấn đề không ít người mắc phải. Chăm sóc da mụn chính là vấn đề quan trọng mà ai cũng cần thực hiện để hạn chế tổn thương và cải thiện làn da. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc hàng ngày đó, có những hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại dẫn đến sai lầm gây tổn thương đến làn da vì thế mà shop giúp bạn trẻ đẹp muốn gửi đến bạn những nguyên nhân và tích lựa chọn sản phẩm phù hợp đặc trị cho da mụn trong video bên trên nhé. Đặc biệt chị em cũng nên lưu ý, quá trình trị mụn liên quan mật thiết với quy trình chăm sóc và bảo vệ làn da hàng ngày. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé